dâu ơi là chị dâu. Trời ơi, lại có chuyện hay để xem rồi. Rõ ràng là có tiền mà hỏi mượn vay lại chỗ đây đẩy. Có cái thập thụ giấu đi mang về nhà ngoại không chừng. Con bé này, phải dạy cho nó một bài học mới được. Cởi giúp tôi cái mũ vậy ạ? Nó bị kẹt cái gì ấy? Thế mà anh được à. Ôi, cái này gì mà đen đấy nhở? Ô, ok, cảm ơn anh nhé. Chị dâu ơi là chị dâu. Trời ơi, lại có chuyện hay để xem rồi. Ai bảo chị dạo này thích bật em cơ. Mẹ, mẹ. Rồi. Chuyện động trời. Rồi. Thì có chuyện gì? Này, hay hóng hớt cái gì? Hay lại xin tiền mẹ đấy? Khiếp, suốt ngày chỉ nghĩ xấu cho con cái thôi. Con nói cho mình biết nhá, lúc nãy con gặp chị dâu ở dưới kia với thằng đàn ông nào ấy, tình tứ lắm luôn. Con nói bao nhiêu lần rồi, chị dâu cứ phơi phới như kia rồi á, sống xa chồng, kiểu gì cũng như chuyện này chuyện kia. Này, mày nhìn có chính xác không? Hay lại nhìn gà hóa quốc lại rách việc ra đấy? Con đây đã cẩn thận chụp lại luôn. Nè, đâu? Úi giời ơi. Với cả mẹ, cô. Không dám. Sống ở trên đời phàm những người hay nói ngon ngọt, ra vẻ hiền lành nết na ấy, thì trong thâm tâm thường sống ít đoan chính nhỉ. Sống ấy làm sao ấy thì đừng có lỗi với tổ tông nhá. Ơ, nhưng mà con làm gì đâu ạ? Mẹ nói gì con không hiểu. Chị không hiểu ấy thì đây, chị nhìn đi. Chị xem đi. Đó đâu ạ? Đấy. Ôm ôm ấp ấp rồi ôi lại còn tháo mũ cho nhau. Ai chị định đến lúc tôi bắt được tận tay chị trai trên gái dưới thì lúc chị mới hiểu. Gớm. Trời ơi. Con nhà gia giáo mới chả nết na. Khiếp tôi khinh. Đấy, đấy là mẹ hiểu nhầm con rồi. Anh này là anh tài xế mà. Lúc chiều xe con bị hỏng, con mới phải bắt xe ôm về đây. Đến lúc xuống tháo mũ thì cái mũ của con bị hỏng, anh đi tháo hộ thôi. Chứ làm gì có làm bất chính đâu ạ. Bây giờ mẹ nhìn xem, anh ấy còn mặc đồng phục kia kìa. Mà cái ảnh đấy, mẹ lấy đâu ra đấy ạ? Nếu không phải thì chị đi vào nấu cơm nấu nước đi. Đứng đấy làm gì? Mày ấy, làm cho mẹ mất mặt. Không biết gì đâu thấy chúng tôi. Ngày hóng hớt lình ta lình tỉnh. Xin tiền là giỏi. Thơm thế. Nay cơn gió nào đưa cô rượu xuống bếp ấy nhở? Nhà tôi thích đi đâu là việc của tôi. Việc của chị à? Mà chị ơi, chị có tiền không cho em vay ít chứ, dạo này em nhiều việc mà bí quá. Tôi nhớ là cô vừa mới lấy lương cách đây có 4 ngày thôi mà. Là con gái còn ít tuổi ấy, thì ăn tiêu cho nó hợp lý vào. Để mà còn có cái vốn riêng cho mình sau này lấy chồng nữa chứ. Mà tiền của chị vừa đóng học cho con rồi, không còn đồng nào đâu. Không có là nói ngay từ đầu đi, lại còn bày đặt dạy đời. Mà tôi tiêu như nào là việc của tôi, việc của chị à? Mà nhá, chị không biết nhà tôi ăn nhàn sao mà nấu cái nồi canh mặn chát ấy. Chị nhớ là nếm vừa đủ rồi mà. Đối với chị là vừa nhưng mà đối với nhà tôi là mặn đấy, ok. Cô. Con bé này, phải dạy cho nó một bài học mới được. Rõ ràng là có tiền mà hỏi mượn vay lại chỗ đây đẩy. Có cái thập thụ giấu đi mang về nhà ngoại không chừng.
Diệu, sao em lại lấy tiền của chị? Cái gì? Chị bị thần kinh à? Này, mẹ. Có chuyện gì mà chị em mày ầm ĩ hết cả lên thế? Mẹ ơi, chị mất tiền xong rồi đổ lỗi cho con mẹ ạ. Đây là chắc là có âm mưu gì muốn chia rẽ tình cảm mẹ con mình ấy. À, cô còn chối à? Hả? Thế thì cô giải thích đi, giải thích về cái tờ giấy này đi. Tờ giấy này là đơn xin việc của tôi. Mẹ, con chắc chắn với mẹ luôn là Diệu lấy. Bởi vì trên cái tờ đơn xin việc này là tên của con, mà nó lại ở trong phòng của Diệu. Thì tôi thấy rác nên là nhặt rồi mang vào phòng cũng được à? Cô nói như thế mà nghe được à? Làm gì có ai đi nhặt rác rồi mang vào phòng của mình. Hay là để tôi gọi cho anh trai của cô hỏi xem cái cách giải thích như thế nó có logic hay không. Mày nói thật cho mẹ nghe xem nào. Thì con vay tiền bạn con mà đến giờ nó đòi mệt quá, thế là con mượn chị thôi chứ làm gì mà làm ầm lên đấy nhở. Mượn thôi. Ê, mày giả nó chưa? Rồi. Thôi con ạ, em nó trẻ người non dạ, nó không biết gì, con bỏ qua cho nó. Còn tiền ý thì khi nào nó có tiền nó trả con. Thôi con là chị, còn cho em nó xin nhá. Nếu như mà mẹ đã nói như thế thì con bỏ qua. Thế nhưng mà nhân tiện đây ý, thì con lại rất thích cái sợi dây chuyền cũng như là cái đồng hồ này của em Diệu. Hay là mẹ bảo cô Diệu cho con luôn đi, năm nào cũng là người một nhà mà, đúng không? Tại sao chị lại lấy trộm của em? Này, không phải ai cũng như cô mà cũng đi lấy trộm đâu. Cô để quên ở nhà tắm kia kìa. Diệu, đây là cái sợi dây chuyền của mẹ mà. Lần trước mẹ hỏi thì con bảo là con không biết. Thế sao bây giờ nó lại ở đây? Sao mày lại đi nói dối mẹ thế? Thế hóa ra đây là dây chuyền mà bố tặng cho mẹ, lúc nào mẹ cũng nâng niu đây mà. Nhưng cũng may là cái hôm mẹ bị mất dây chuyền, con đi về quê tận một tuần. Chứ nếu không thì... Diệu ơi là Diệu, em làm sai quá rồi đấy. Trong nhà này mẹ chỉ sinh ra có hai người thôi, anh Phương và em. Mà anh Phương thì đã có gia đình rồi, thì đương nhiên cuối cùng gì cái tài sản này mẹ cũng sẽ chia cho em thôi. Việc gì em phải làm như thế? Em làm như vậy là hơi bị khinh thường mẹ rồi đấy. Này, chị đừng có mà thêm mắm dặm muối nhá. Chẳng phải là em thích làm như thế hay sao? Mày ấy, uổng công tao suốt ngày bênh vực mày, để cho mày càng ngày càng quá quắt, càng hư hỏng như thế à? Mẹ, con biết lỗi rồi. Mày kêu mày biết lỗi á, thì mau ra mà xin lỗi chị dâu mày đi. Xin lỗi. Chị trả cái gì? Xin lỗi chị. Được chưa ạ? Vào lấy tiền ra trả chị đi còn gì nữa. Đứng đây. Thực ra những điều mà con làm ấy là chỉ muốn khuyên em Diệu thôi. Trong gia đình nhà mình còn có thể bỏ qua được, cho nó đi ra ngoài thì lúc đấy mẹ lại khổ ấy chứ. Mẹ cảm ơn con. Em rồi chị. Cô danh mãnh này lại hay bơm đểu như thế. Tưởng đối phó với cô tôi không có chuẩn bị gì trước hay sao? Cô còn non và xanh lắm.